Hoa Lan rừng bản đơn yên xin chào tất cả các bác yêu hoa lan trên toàn quốc ạ. Phiên buổi sáng nay em sẽ lên cho các anh chị một số đơn hàng. Là hôm nay gồm có 2, 4, 6, 8, 11 đơn nhớ các bác nhé. 11 đơn, các bác nào mà thích lựa chọn mặt hàng nào thì cứ gọi điện qua số điện thoại của em bao chuyển mặt hàng của rừng Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk các bác nhé. Đó. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là mấy cây trâu nguyên bản này. Số 1 có giá là 220k, bao chuẩn hàng rừng luôn các bác nhé. Đó, một khúc nguyên bản này. Các bác đi mua chỗ khác các bác nên lưu ý là nếu mà hàng rừng thì phải bao chuẩn hàng rừng, là phải có cây nguyên bản, có cây rời. Thì cây rời thì nhìn nó bán hàng buôn đôn giờ không có mà giá rẻ như người ta mà bán đâu, như shop khác là người ta bán bây giờ toàn mua hàng ký 500, 600 về bán. Đó, em nói thật với các bác, mấy cây to. Đây. Mấy cây to như thế này này. Đó, đã mất một lạng của nó rồi. Nguyên bộ rễ, cái này là em mới cắt rễ này. Nguyên bộ rễ của nó đã mất một lạng rồi các bác này. Đó, đã mất 100 nghìn của nó rồi. Đó, nhưng mà người ta bán cây như thế này tầm 10 cây. 10 cây như thế này chỉ người ta chỉ bán có 4-500 thôi. Lúc các bác phải xem mặt hàng của Buôn Đôn là có phải là chuẩn Buôn Đôn không nhá. Đó. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là cây trâu nguyên bản. Một cây nha các bác nhá. Hai cây này. Ba cây này. Nguyên bản hoàng nhạn nha. Bốn cây này. Năm cây này. 6 cây này. 6 cây này đơn này 220k. Đây là hình H1. H2. H2 là mấy cây combo các bác nhé. Combo là em gồm thêm hai cây trâu này. Đó, hai cây trâu này là hàng rừng. Là mình hôm qua tránh khỏi cái vấn đề là bị lửa nó táp này các bác. Lửa nó táp nhé. Con sau nó đục lá. Kèm theo một cây chưng bướm chi chít luôn. Cuối tím toàn mấy cây khủng 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây quế tím khủng luôn nha các bác nhé. 5 cây quế tím khủng cho các bác. 6 cây này. Cho các bác làm 2 giò, 2 đơn này. Với lại mấy cây nhỏ nhỏ li ti như thế này. Không phải nhỏ đâu lắm đâu các bác. Vừa ghép luôn. Tặng các bác một cây nhạn này luôn. Đó, đơn này chỉ có một giá 150. Combo nha các bác nhé. Combo về trồng thoải mái luôn. Đây là H2. H3. H3 là 320k là hoàng nhãn tháng 4 nhớ các nhá. Đây là hoàng nhãn tháng 4 của Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk này. Một này, hoàng nhãn tháng 4 hàng rừng. Là cái cây nó phải như vậy nha các bác nhá. Đó, cây nó phải như vậy. Bây giờ là hàng rừng không có mà cây to đâu các bác. Cây to mà cây rời thì các bác phải xem mặt hàng của vùng nào nhá. Bây giờ thì nói thật với các bác nhá. Bây giờ hàng Buôn Đôn thì rất là hiếm luôn, rất là ít về các bác. Toàn cây nhỏ như thế này. Đó. Cây to như thế này một cây là nhìn gọi là mừng rồi đó. Giờ mà kiếm cây khủng nữa thì lâu lâu nó mới về cây nguyên bản thôi. Khủng bây giờ mà nó mà lấy nó chỉ chặt về nguyên bản thôi các bác. Chứ cây rời mà cây to mà cây rời á nó mà mang về thì không bao giờ cân được đâu. Toàn mang về cây nguyên bản thôi. Nguyên bản nó có giá hơn. Đấy các bác mà mua hoàng nhạn á các bác nên lưu ý nữa. Lưu ý cách là cây mà ví dụ mà cây to giờ người ta bán có rẻ bèo à. Đó hoàng nhãn bây giờ thì về nhiều lắm, rừng rột người ta toàn đặt hàng ở đâu về rồi người ta bán thôi, chứ bao chuẩn hàng Buôn Đôn thì ít lắm các bác nhá, hiếm không có đâu. Đó hoàng nhãn tháng 4 bây giờ toàn nhỏ nhỏ vậy thôi, em nói cho các bác để các bác tránh né mấy cái bọn mà nó toàn nói Buôn Đôn ấy, ghét cực kỳ luôn. Đây, mất uy tín lắm các bác, mất uy tín của Buôn Đôn luôn đấy. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây nha các bác nhá. 18 cây, hoàng nhãn tháng 4 này, về các bác ghép chơi nhá. Đó,
Đơn này nếu mà shop khác không có mà hàng kiểu là hàng rừng, nó nhìn như thế này các bác bảo là nhìn xấu thì nó cũng xấu thật, nhưng mà xấu mới là chuẩn hàng rừng nha các bác. Các bác mà nhìn cây đẹp, nó vừa rẻ, cây to nó vừa rẻ thì các bác hăm hố vào thì các bác chỉ ăn thịt lừa vào đấy thôi. Đó, chưa bao chuẩn là hàng buôn đôn đâu. Hàng bữa nay hàng căm nó về nhiều lắm các bác nhé. Người ta toàn đặt hàng ở đâu về không qua bán. Đây là hình số 3 này. Chứ em chỉ nói không phải là em nói tốt cho mình với lại nói xấu cho shop khác đâu. Chứ em nói cái đấy là em nói thật luôn với các bác, để kéo các bác mà bị ăn thịt lừa này kia thôi. Đó. Đây là hình số 4. Có giá 100k bụi kiếm lùn này các bác này. Siêu lùn luôn. Từ đây tới kia là tầm 23 tới 24 sen này các bác. Đó. Bụi kiếm lùn siêu lùn này 100k này. Đây là H4 này. H5. Cây trâu nha các bác nhé. Đó, trâu rừng này. Đây, trâu rừng là không qua tránh khỏi cái vấn đề như thế này đó này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, và 8 cây này. 8 cây này đây này chỉ có 200k thôi các bác này. Đó, hàng rừng. Hàng rừng như thế này đó. Về các bác chăm sóc là hàng rừng đảm bảo với các bác luôn. Là hàng rừng nó không dễ chết hay là bị này bị kia đâu các bác. Các bác mà đi đặt hàng chỗ khác coi, nó sẽ bị liền luôn. Đó. Đây là hình số 5, số 6. Số 6 là mấy khúc hoàng nhạn 300k này. Một cây này. Cây này là em sale lỗ luôn á. Hai cây này. Bằng giá của em mua vào luôn các bác nhé. Ba cây này. Lỗ công đóng hàng luôn. Bốn cây này. 5 cây này. 6 cây, 7 cây này. 8 cây này. 9 cây này. 10 cây này. 11 cây này. 11 cây hoàng nhạn như thế này, cả to cả nhỏ nha các bác nhá. To thì rất là nhiều, nhỏ thì ít. 300k hình số 6. Hình số 7 là 300k tiếp theo này. Mấy cây trâu nguyên bản như thế này các bác nhá. Một cây này. Cây này là cây trâu nguyên bản này. Đó, nguyên bản có cây hải âu bên cạnh nha. Nguyên bản nha các bác nhá. Cái thứ hai này. Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Cái thứ sáu này. Đó, mấy đứa nó lấy sợ tiền cước của các bác là mấy đứa nó lấy được cái này thôi. Nó nhẹ cước luôn các bác, còn rêu luôn này. Về các bác ghép thoải mái luôn. Đó. Cái nhạn này nhá, 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 cây. Đó, cây này rất là tím, bên lá này rất là tím luôn các bác, rất là đẹp. Đó, đơn này em bán cả giá 300k H7 này. H8. Cái trâu to. Nguyên bản nha các bác nhá. 1 cây này. Cây nguyên bản nha. 2 cây này. Một gốc 2 cây nữa. Đó. Gốc này 2 cây này nha các bác nhé. Bác nào yêu đơn này, em để giá là 200k này. Đấy, 200k hình H8 này. H9. Khúc cầm cù nha các bác nhé. Cầm cù rất là đẹp luôn. Đây, rất là nhiều cây các bác. Nhiều nhánh luôn. Nhưng mà một khúc rất là rẻ cước luôn này. Đó, nguyên bản nó lấy rất là đẹp luôn các bác này. Đây, nguyên bản khúc cầm cù bác này yêu 100k nhá. Hình số 9. Số 10. Combo rất là nhiều này. Có cả kèm nhạn nha các bác. Dendro này. 1 dendro này. 2 dendro này. Cái móng rùa này. Chân rết gì đó này. Đó, chân rết này. 1 2 3 4 5 Báo hỉ rất là nù, chơi hoa Tết luôn các bác nhé. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 này. 18 này. 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 này. Kèm theo một cây nhạn nha các nhá. Đó, cây nhạn này. Đây là 100k hình số 10. Hình 11 là khúc cổng cung rất là VIP luôn các bác. Cây VIP mà cây còn đẹp. Đó, nhánh bên này. Đây cả chùm luôn các bác này. Nguyên bản cả chùm. Bên này cũng vậy. Bên này, đây mặt hoa của nó đây các bác. Hoa nó chưa nở đâu nhá. Hoa nó mà nở thì rất là to luôn. Bằng cái chén luôn các bác nhá. Bằng cái chén luôn. Nhìn hoa cực kỳ đẹp luôn. Với lại hoa rất là thơm các bác. Khúc cầm cù này bác nào yêu hàng VIP này. Rất là đẹp. Cực kỳ là một tác phẩm luôn các bác này. Đó, các bác mang về treo lên này. Quá ok luôn. Bữa này yêu cây này em để 200k nhá. Khúc cầm cù đẹp VIP này nha các bác nhá. Đó, phiên sáng trưa em chỉ có một số mặt hàng đấy. Các bác nào mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nha. Em xin chào tất cả các bác nhé.